Ừ, là bá luôn, cái nón khổng lồ. Nón này khổng lồ. Mày mặc cái quần này đen thiệt. Lên sân khấu là anh mặc. Ừ, để mua mặc sẵn đi rồi em cho dắt lên sân khấu. Trời ơi, lấy một mớ nữa ha. Giảm 80%. Các bạn ơi, các bạn à, cho thơ biểu diễn mình thơ đi. Các bạn có thấy là hôm nay tắm technic color nó xuống cu. Giống như con phèo phẻo á. Phèo phẻo. Phèo phổi. Chào các bạn, hôm nay dắt Thao đi shopping ở gần nhà Westminster Mall. Mấy đứa nhỏ nó vô xe Tesla nó ngồi đi hết rồi. Đám cho nguyên vui một gia đình hôm đi nay đi cho đi vui. Đi đi có anh Thiện ảnh quay, có cái máy chống rung là đã lắm. Hôm nay Tám không có quay nha, mà anh Thiện ảnh quay nha. Bây giờ đi ra xe Tesla nè. Kìa mấy đứa nhỏ kìa, ở đây đứng đợi kìa, có mở cửa xe đâu vô. Rồi. Vô đi Tết. Rồi, đã lên xe. Chắp anh Khôi Thao với Két thì đang cầm máy. Anh Thiện thì đang lái xe. Coi như tôi khai báo hết á. Coi như ai mà đi theo mà ám sát là coi như là biết được hết. Chống rung. Ôi, Tám có một cái cây bà chi di cho bự rồi dài. Không biết xài. Nó cứ xẻo xẻo. Nhất là mình đi chứ. Xe này nó rồng rồng. Ờ, đúng rồi. Phải xài cái này. Đó, mình phải xài này. Bữa nay xài thử cái cây chống rung này của chị Thao coi nếu được thì Tám mua chôm. Mua chôm không, để có gì mua. Anh Thiện mua trên mạng hả anh Thiện? Mua Amazon á. Ồ, trời vậy ơi, hả? Affiliate. Để coi nếu mà dễ xài á, em mua một cái. Ờ, em đầu tư một cái em xài để đi quay ở ngoài đường á. Bày cho em làm đi. Quay đi quay phong cảnh đồ này kia. Ừ, đúng rồi, nó rung nhà, lắm. Cửa đồ này kia. Nó rung dữ lắm. Vô nhà có một lần đi quay cái nhà đó. Cái mình quay mình không có rành á, mình chưa quen á, đi quay lẹ cái chóng mặt quá trời luôn, cái mọi người coi nó trời chóng mặt quá. Đầu hả chứ? Đúng là chưa rành. Đó. Bây giờ đi Westminster Mall nha các bạn. Ở trong đó nó có Tám có quay cái clip đi shopping mà có bà Linh có quay cho, trong đó có Express nè, có Victoria Secret á, Victoria Secret á. Ủa đâu mình đâu có vô đó đâu. Không thì ý là bữa lúc trước có mua đồ đó rồi không có đi, mới đi được hai chỗ là đi về rồi, hết giờ đi về. Bây giờ có thời gian nè, mới đi lễ ra xong rồi nguyên nhà rủ nhau đi shopping, dắt Thao đi. Hôm bữa dắt đi một lần rồi, đâu coi ngày đâu. Bữa nay mới có coi ngày chưa nữa. Bữa đi dắt Thao đi shopping một lần. Shopping chứ quên. Chăm anh nó cười tôi hoài kìa Thao. Chăm anh nó nhìn Tám nói chuyện là nó cười hoài luôn. Nó nói cái bà này sao mà nói chuyện kỳ vậy. Không. Chăm anh nó khoái nghe cái gì lúc đầu á. Quảng cáo á. Tôi thích intro của gì thơ. Intro của gì thơ hả? Giờ vui. Gì thơ. Chăm anh khoái gì vui vui. Rồi phải vui với con ha. Cười vui đúng không? Đẩy cái xe mà cũng... Rồi bây giờ đến nơi rồi đây. Xuống xe. Trời rất là nắng cho nên mình phải đi vô mo. Mình mát chứ này cái cảm. Rồi nắng quá trời. Đây có cái mask con chuối nè các bạn. Đeo mask vô con. Quá. Bà Tám đang đi vô. Hôm nay nó sao nhiều lắm nha các bạn. Có 3 đồng 99 nè, thấy không? Trời ơi, đi vô đây đã lắm. Có cái quần bữa Tám mặc ấy, có cái chị comment chị nói trời ơi thích cái quần của Tám quá. Cái quần nó mua có 6 đồng mà chị. Đi xong.
quần không mặc cái đầm không nguyên cái đầm mặc cái quần thôi cô cách cái đó cái nhăn quá thôi. Ôi nó áo này nhăn quá. Nhăn quá. I don't want to do this. Áo đồng. Cái gì cũng tháo đồng hết trơn á trong này nè. Cái nón, cái tháo đồng rồi ha. Ừ, cái nón. Mình xịt thôi bà. Rồi nó hết rồi. Không còn cái quần mà mình muốn nữa. Cái quần của mình nó không có bán nữa hết rồi. Bởi vì lúc nó ra từng đợt á. Lúc mình muốn mua tiếp thì là không có. Ủa nó không cho vô trong hả? Cho nó cho có hai mẹ con vô, nó cho có hai người vô à. Thôi. Mà nó đứng ngoài đợi. Cái tiệm Minh Sò này nè các bạn. Tiệm này nó rằm đẹp lắm mà nó đóng cửa rồi. Nó không cho, nó không có mở cửa. Còn bên này là Forever 21 nè. Hồ cam nè mà nhỏ quá xíu à, đâu biết làm gì. Đựng gì được, đựng hai ba cái điện thoại là hết chỗ rồi. Lấy đâu đựng cây sô phi. Sao đựng bóp tiền. Quá nhỏ. Nó rẻ lắm các bạn, có mười mấy đồng một cái à. Đầm có mười mấy đồng. Có 28 đồng. Ủa, 28 đồng, đầm á, đầm là như 30 đồng. Còn mấy cái áo gì có mười mấy đồng kia rồi. Thao phải đợi nón. Trời mặt ơi. Ừ tà bá luôn, cái nón khổng lồ. Nón này khổng lồ. Này gọi sờ nắng. Thao phải đợi nón. Đó, nhìn nó quá trời nằm. Đi. Bên kia có cái nào khác không? Bên kia có cái nào khác không? Rồi con chọn đi, Thiện mặc cái này không anh Thiện? Không, anh không dám đâu. Anh Thiện em mua cho anh Thiện. Nếu mà Thơ cho anh lên sân khấu thì anh mặc. Cái này dễ thương quá. Cái này dễ thương quá. Cái này xinh bá. Ô quỳ. Cái này đẹp luôn. Con. Dễ thương quá. 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 Dễ
rồi xa đồ của nó luôn. Cái này được không? Dạ không, cô có thích. Mẹ thấy thường thường mấy cái này nè, con không có ca rùa, con thích cái gì thì đơn giản đó, nhưng mà nó không phải khung rồi con thôi, nhưng mà con có thích chữ này. Nhưng mà cái này con có chắc là con thích không? Cô thử, ô không thử được không? Chắc chắn là con cho manh mặt cái này vừa nè, đẹp luôn á. Mỗi lần đi đâu là nó không muốn mặc. Tại sao? Mặc chứ nè, dễ thương quá trời nè. Vừa size nó luôn. Dễ thương quá à. Được. Nhưng mà được không coi. Ừ, cho nó coi và mua cái này đi, rồi mua thêm cái khác nữa. Mua 10 cái cho manh. Lựa 10 cái luôn cho manh cho mẹ. Nhưng cho chị Khanh nè. Chị Khanh thích nè. Cái chất lượng đây nó đẹp chứ ha, hồi xưa cái tiệm này nè, cái chất lượng nó không có được đẹp. À, dạo này á, mình thấy cái chất lượng nó đẹp á, cái vải này nó đẹp nè, cái vải đẹp á, không có bị nhăn. Đứng đâu đây mà thiệt mua quần này làm thiệt mặc cái quần này đen thiệt lên sân khấu lên mặc. Ừ, để mua mặc sẵn đi rồi em trai dắt lên sân khấu. Đó, Khôi làm gì đứng đây? Khôi làm gì đứng đây? Không chờ. Chán quá hả? Đi shopping chán hả? Lấy một mớ nữa ha. Giảm 80%. Ừ. Trời ơi, giảm 80% nè, mua tùa lưa luôn. Cái giải nó rất là đẹp. Ừ. Nó vô đây nè, rất là thích nhưng mà nó mắc lắm. Ừ. Mua nó nổi mắc lắm. Mới 80%. Cho nên bây giờ giảm lên mua đó. Tại vì thường vô đây là mắc lắm, nó không mình mua được. Giải nó rất là đẹp. Cái giải nó rất là đẹp. Buồn ngủ quá trời. Ngủ luôn đi.
Trong cái tiệm này nè, có rất là đồ đẹp lắm. Tiệm đó nó sale dữ lắm các bạn. Đi mua đó, đồ chất lượng tốt, đẹp. Nổ từ dưới đó đó. Rồi tắt. Rồi nghỉ mệt nè. Rồi. Xong bây giờ anh đi lấy xe em nha. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.